là Liliana Lưu Thủy Thần Long, người đã khiến mình bị kẹt ở trong vòng tròn 100 block. Và nếu mình chiến thắng và rời khỏi đây, mình sẽ có được cái vũ khí mà mình muốn, bắt đầu với việc sinh tồn cùng với Florentino Huy Nước. Wow, vòng bo 100 x 100 đây sao? Florentino! Oh my god, Florentino! Xin chào, ta chính là Florentino đây. Nghe nói giống Huy Nước vậy? Florentino, đây là Florentino gì đây? Ta chính là Florentino Hỏa Diệu Thần Long. Ok, chúng ta sẽ có Florentino chơi chung với mình nha các bạn. Còn mà hôm nay chúng ta chơi gì đây? Chúng ta sẽ bị kẹt ở trong cái vòng bo này. Và chúng ta phải thắng được con rồng, hiểu chưa? Dạ vậy. Mình test thử. Đây. Có vẻ như khởi đầu khá là suôn sẻ với Huy Nước nhỉ? Yeah, thấy chưa, tôi bảo mà. Rồi, bây giờ nhanh chóng chúng ta làm dụng cụ nào, Florentino ơi. Ủa, đây có hàng rồi không? Oh no. Đây là Florentino chỉ, có hàng nè, cần Florentino chỉ không? Đây rồi, chúng ta có đá là không cần đâu. Ok. Rồi, làm một cái cúp đi. Ok. Nếu mà cái vòng bo 100 x 100 nó nằm ở chỗ này thì có khả năng cao là phía dưới sẽ là cái stronghold. Florentino sắp đói rồi, cho Florentino ăn đi ạ. Chúng ta không có đồ ăn ở đây đâu, Florentino ơi. Oh no. Lúc này đây, mình đã không nghĩ đến trường hợp xấu nhất mà có thể xảy ra. Đó chính là đồ ăn. Đi. Ở đây có đồ ăn không? Ồ, đằng kia có heo kìa. Ok, đi. Theo như mình thấy thì chúng ta sẽ cần phải... không, chúng ta không ăn được con này. Chúng ta sẽ không có đồ ăn ở đây rồi. Florentino! No! Oh. Chúng ta xuống hang nào, đào một cái đường hầm thôi. Ủa, có tiếng nước chảy. Có tiếng zombie. Ồ, có nước này, hay kìa. Không qua giọt à. Oh my god, không phải tìm đồ ăn. Rồi, chết đây mà anh Bảo ơi, ở đây, yeah. Em đâu có chạy được đâu. Từ từ, bình tĩnh nào. Ê, ở đây là sắt này, sắt này. Làm cái lò nung cái đi, nè. Ê, ở đây có zombie em bé nè, chắc sẽ có thịt. Có không? Đây nha, thịt đây. Yeah. Nè, đồ ăn nè. Oh my god, ở đây có cái hang sâu rồi nha. Cái hang này sâu đấy. Bây giờ đi đâu đây? Bây giờ thì rất nhanh chóng đi đào ở cái chỗ này thôi. Đào hết sắt. Qua đây. Anh đi đâu đứng này vậy? Đi qua đây. Đấy có lòng spawn con gì nhờ? Ôi con nhện. Ui sao ăn? Ui. Trời ơi. Trong đường có gì nào? Sợ chỉ đừng. Trời ơi. Nhìn cho đến bọc xương. Chúng ta có thể làm được cái farm. Nghĩa là phải đào xuống dưới thêm á anh Bảo ơi. Không, ở đây là được rồi. Từ, lấy cái nước nè. Cho Florentino cái khiên nha. Rồi, đi nào. Go. Ôi, cầm khiên lên. Florentino. Tranh thủ đánh với giật đi Florentino ơi. Tôi sẽ đi đào sắt thêm cái đã. Ủa, có thịt nè, có thịt. Nhiều thịt đó nè anh Bảo. Chúng ta cần phải khám phá cái chỗ này đến khi nào ra được cái stronghold á. Đào thêm xuống. Đây rồi. Ok. Chúng ta cần phải cẩn thận. Ở đây có 3 team rồi. Đi từ từ nha, không có chạy nha. Nghe tiếng zombie nha. Kim cương. Oh my god. 70 kim cương. Bên đây cũng có kim cương nè. Đâu? Bên đây. Kìa. Oh my god. Kim cương. Ê. Ủa được cái cung hả? Cung này. Đem giữ. Oh my god. Bao nhiêu viên kim cương đây? 2 viên. Yes. Chúng ta đã nâng cấp lên một cái tầm mới rồi. Vậy là có thể cánh cổng nó sẽ nằm ở đâu đó phía bên này. Đây. Đào cái này là cho trắng rồi nè. Chúng ta sẽ cần bao nhiêu mắt đây? 11 con mắt. Nè giáp nè. Đó là giáp. Rồi. Ở đây chỉ cần lấy gỗ thôi là được. Ở đây lấy gỗ để mà xài thôi là được. Bây giờ chúng ta đi xuống đi gộp Huy ơi. Thì ra đó là cách sao? Bất ngờ lên. Để gì trời? Để Florentino làm thử coi. Đừng làm Florentino ơi. Hết là 3 bây giờ. Và cái cuối cùng ở đây. Xong. Phải làm sao cho nó bật lên được? Bật lửa thì lấy đồ bật lửa bật lên thôi. Đây nha. Rồi. Yeah. Bây giờ lấy lava đây. Chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống thôi. Tại vì lava xài được ở dưới này. Có thân. Hồi nãy chúng ta không lấy vàng à. Ui không. Ở đây chúng ta có gì nào? Để coi ở đây chúng ta có. The fortress ở dưới. Con play ở dưới. Xuống luôn. Không xuống được. Mình tính đi Florentino ơi. Chúng ta cần phải tìm đồ ăn ở đây cái đã. Ở đây có đồ ăn không ta? Cái vòng bo ngay sát bên rồi. Không ra được. No, vậy là chúng ta phải xuống dưới là lấy thịt heo hả? Ở dưới không có thịt heo. Phải không biết lên á.
mấy con hót liên gì. Ok, ôi nội chuẩn bị hết thành thức ăn rồi. Ôi hết thành thức ăn rồi, hết thành thức ăn rồi. Oh no, là mất máu đúng không? Còn nửa cây máu thôi đúng không? Yeah, đang còn một máu và ba thành thức ăn. Để mặt đất thôi, để mặt đất thôi, để mặt đất thôi. Đi tìm đồ ăn trên mặt đất đây. Oh no, what the hell? Đây 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 đây. Oh man, trời ơi, cái farm nãy đâu rồi? Farm nãy ở bên đây, ở bên đây, bên đây. Oh! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ê, đang đi ra ngoài kìa, coi chứ. No! Trời no, ơi. Đi ra ngoài kìa. Cái gì? Nếu bây giờ chúng ta tìm được thêm một viên kim cương nữa, thì chúng ta có thể cầm được cái cổng để lên trên mặt đất này để. Thay vì mỗi lần đi lên sẽ bị dịch chuyển. Nghe có vẻ ổn đó nha. Nhưng mà ở đây còn con nào nữa không? Ở đây có thêm con nào mới không? Ở đây cá nó quay lại nè, cá nó quay lại nè. Ê, làm cần câu cá. Oh my god, sắc tiếng hay quá nha. Trời em giết được 4 con cá luôn rồi anh Bảo ơi. Oh my god, ngon vậy. Đây, con cá đây. Okay. Ê, chúng ta ngoài ra có thể kéo mấy con ở ngoài vòng bo vô được nha. Ở đây có con cụ. Cụ ơi. Cụ đi không xa. Nó đi không xa. Được chưa? Anh xong chưa? Em bên đây đang câu được con cá nha. Hai con rồi. Ghê trời. Ok, đi câu cá nè. Để coi câu được mấy con cá. Ý, cá tới. Ghê chưa? Đây, để này vô. Ok. Vậy là bây giờ có thể hồi lại được đầy thanh máu rồi đó. Yes. Ê, chúng ta có thể làm được bàn hành trang không? Để đi xuống lại cái hang nha. Để đi xuống cái hang anh lấy thêm đồ. Thế là đồ ăn mình không cần phải lo nữa. Vậy nên mình quyết định sẽ xuống lại cái chỗ cũ để lấy thêm kim cương. Oh my god, bảo vệ 4. Oh, hiệu suất 4. What? Bảo vệ khỏi vụ nổ sức mạnh 3. Đây rồi. Kim cương Huy ơi. Ven 8 luôn Huy ơi. Bây giờ mình sẽ đào hang diện thạch để có thể mang nó trở về mặt đất. Vì mỗi lần từ địa ngục trở về thì nó đều dịch chuyển mình lên chỗ này. Đây rồi. Yes. Ủa, sao nãy giờ có con cá vậy Huy? Nói gì vậy? Anh nói gì vậy? Oh, ghê bị sao? Ơi, bị nhiều đó. Ok, trời. Làm cái cổng ở ngay đây thôi nào. Yep. Yeah. Ôi, biết chơi mày đã không? Valentino này chỉ cho một khóa học không? Nhầm xíu. Ok. Oh. Yeah, let's go. Sẽ làm cái bàn hành trang đấy. Nó sẽ để là cái này. Yep. Chắc là cho Huy cái này. Đây. Damn. Thôi bây giờ mình sẽ cùng nhau làm cái đe nha. Boom và boom. Bây giờ nó sẽ nâng cấp cây cung này lên sức mạnh 3 này. Yes. Để coi cái ra bao nhiêu sức mạnh nha. Trời ơi, phí một mũi tên rồi. Mũi tên đâu rồi? Ở dưới kìa, đó, dưới đường biển kìa. Đây nè, mày em lượm mày. Ok, lại nào. Mạnh vậy. Ngon. Oh my god. Đây nha, giá bảo vệ 4. Rồi, đưa cái quần đây. Giá bảo vệ 4 rồi, thì đưa cái quần đây. Đây rồi. Và cái này là hiệu suất 4, cho nên nâng cấp cho cây cúp này. Ok. Đâu xỉn đây. Đi xuống đánh con play nè. Let's go. Oh, hết gỗ rồi, chúng ta còn đi gỗ trước kìa đã. Gỗ mà, gỗ dưới địa ngục nè. Dưới địa ngục không làm cái thuyền được. Rồi, let's go. Đi thôi. Đi xuống nào. Oh yeah. Địa ngục đã quay trở lại rồi đây. Bây giờ em sẽ cùng nhau làm một cái thuyền để mà đi xuống nào. Rồi, đi lên. Lại là Valentino. Oh my god, tiếng con play. Lên khiên. Tấn công. Quay. Yeah. Ghê trời. Ngon lạ lên. Oh my god. Oh, play. Nhớ là khi đỡ khiên thì nhớ nhảy nha. Vừa đỡ gì nhảy. Ok. Đi thôi. Có 2 cái à. Chúng ta cần phải có 6 cái. Đây. 4 cái rồi. 2 cái nữa em ơi. Hướng này có cái đường. Giáp vàng. Đi. Xong rồi. Lên chỗ của Enderman. Chỗ này có Enderman nhiều lắm đây. Để cái thuyền đây này. Chúng ta có thể làm 2 cái thuyền. 2 cái thuyền cho 2 bên. Rồi. Tới lúc vụ Enderman đi vô rồi. Ê. Yeah. Hết rồi. No. Em nhìn một đứa nè. Boom cây rồi. Lúc nào cũng là trên đây đây. Boom. Xong. Đây còn lấy một vài cục đoan này. Là một cái kiếm bằng kim cương thôi nào. Đây nè. Đi xuống nào. Ok, let's go. Nào, thẳng tiến. 18 mũi tên. Đây, Florentino. Đây. Chiến đấu bằng thực lực thôi nào. Quăng vào cái cổng con mắt cuối cùng đi nào. Ok, quăng vào. Bro. Yo. Ok, khoan.
khi vào, trước khi vào. Ui, chỉ làm được một cái giường thôi sao? Let's go. Ngoài bằng bo, cứ bằng bo để bắt đầu. Ok ok ok. Hên quá. Rộng ra rồi, rộng ra. Đây để bắn nha một. Ôi, xong, xong. Let's go, let's go, let's go. Nào, rộng xuống đi nào. Xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi. Không có, không có, không có. Ôi, xong rồi, không phá được, không phá được. Kệ nó, kệ nó, kệ nó, kệ nó. Mặt tay không hả, mặt tay không được, mặt tay không được. Có lên, có lên, có lên, có lên, có lên, có lên. Đánh bại nè. Muốn đấu với Flan thì nói vậy. Muốn đấu với Flan thì nói vậy. Muốn đấu với Flan thì nói vậy. Tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời. Và vì vậy, mình đã chiến thắng thử thách này để có được vũ khí mới của Florentino Hỏa Diễm Thần Long. Các bạn ơi, hãy nhớ tắt vào đi vui chơi để tham gia được cái chuỗi sự kiện ngày 22 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2 để nhận được những cái trang phục như Grack Thần Ẩm Thuật và Dextra Lữ Khách Cao Nguyên miễn phí nha. Ngoài ra, sự kiện lần này Liên Quân còn lì xì cho 10 triệu quân huy cộng với những cái skin S cộng hữu hạn khi các bạn tham gia sự kiện chung sức và còn nhiều món quà khác ở trong sự kiện này nữa. Mùa một Tết Liên Quân vào trận vững lên. Bye bye.